Cái tay cà phê sáng uống hết ly. Hồi nãy tiếng cũng giật mà mẹ Trang vui lắm, kêu tim là tim mày phải giật mới đẹp. Cái tay giật tim thì sẽ đẹp hơn là không giật, run mới đẹp. Lì Trang mẹ đi Sài Gòn luôn rồi, bữa đi Sài Gòn luôn rồi. Nhưng mà ý là lâu lâu cũng về, vậy về làm khách rồi đó. Buồn không có đồng bọn. Chị ở Sài Gòn luôn à? Vô đó bất động sản. Bây giờ có thử coi rằng được thì ở luôn, không được thì về lại. Nó tản dịch ghê luôn trời. Bữa con chị với ai con? Con ai biết. Mày hỏi những cái việc mà ta không hỏi luôn. Họ đi họ có đừng tính với nó. Nhiều khi hỏi hắn còn chưa biết hắn suy nghĩ chi nữa không mà. Trang thoải mái mà. Thêm một lần nữa là ta đâm luôn. Mày chia em về à? Sáu rưỡi chạy xe chạy thì em về xin về luôn chứ, giờ chuẩn bị đồ hành trang thì em nói về đi cho khỏe chứ chưa chừng. Xà lét bơ ở Đắk Lắk có cái nắng có cái gió, con bơ hôm nay tự lạnh lại ăn chứ bơ không từ nó bỏ quả mẹ quá đi để cho cái gì bơ nữa hả? Bà nói là bà không bà tư hả? Chị chưa ăn luôn. À chị có chén mấy đứa kìa, lo tao bóc miếng. Tại cái tay đang rung kinh đi bay. Rung mà ta sợ luôn. Chị thèm ăn lắm chứ, nhưng mà chị sợ mập quá. Chị ăn bơ không thì lắm mập. Biết rồi, bơ không là không mập, nhưng mà bơ không ăn không ngon.
Hồi nãy không nhìn cái này đầu tiên, nãy nặng ít rồi mới thấy. Vô quốc đầu tiên là ngon rồi. Hey. Đợi xíu, chị bôi cái này đã. Chị bôi bôi giảm sưng cho em. Bôi giảm sưng cho cái da để sưng. Bôi này nát mấy đứa để em biết nát không biết. Chờ chị xí đi. Lộn điện thoại với em, còn bây giờ là lộn điện thoại chị lắm. Anh nhân đúng với nhau vậy. Cũng là cố gắng là bóc kia một cái tạm nhìn. Nhưng mà nó xinh ý. Chào luôn. Ta màu xanh trước nghe. Bên đây là tình cờ mà giống nha. Ông cổ tiên nhỉ. Ông điện thoại chị tính là giống điện thoại của chị Trinh á. Cái đến nay mới thiệt chi hết đó nhỉ. Ừ. Nhà đây chắc nhận hàng. Ui, mà ơi. Không. Bay thôi. Một miếng bay phẹt phẹt á. Hôm á hết phiêu lời với hôm là tìm cho chị nó nguyên cái má rồi. Được. Có tài sáng bị lắm.
bà bốn nhát mới xuống ngầu xí nhanh dã man luôn, da ông bạc quật á.